chào các bạn, mình là Thắng đây. Thì cũng như mọi năm thì vào dịp năm mới thì mình thường đi đổ xăng. Và năm nay cũng vậy. Mình đi đổ xăng, đổ cho đầy bình, coi như là cầu mong một năm tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng đầy đủ xăng để mà đi. Không có đến nỗi mà xăng hết rồi không có tiền đổ. Là chúng ta cũng đến ha. Thì cái chỗ đổ xăng của tiểu bang New Jersey này gọi là full service. Là người ta làm cho mình. Mình không có làm. Mình không có tự đổ xăng nữa mà mình ngồi trong xe, người ta đổ xăng cho mình. Các bạn cùng xem. Ở đây thì không có xăng 91 cho xe của mình. Cũng hơi căng ha. Thôi mình chắc mình đổ xăng 89. Hi sir, how are you? Good. Thanks. Full tank and then 89. 89. And credit card right here. Can you open the dresser? Yeah. So thì đổ xăng vậy thì mình cho tiền tip năm mới mình cho 2 đồng ha. Chắc thường là chắc mình cho 1 đồng thôi. Năm mới cho tiền tip 2 đồng. Cái việc tip này á là không bắt buộc bởi vì trong cái tiền đổ xăng nó đã trả tiền rồi. Còn mình do mình thôi. Sau khi đổ xăng xong á thì mình sẽ chạy qua nhà bé Ngọc ăn bún ngọc. Nghe cũng có vần có điệu quá. Thì cây xăng này có mấy người này đổ xăng nè. Đó. Happy New Year, sir. Happy New Year. Vậy thôi. Đổ xăng bây giờ ngồi trên xe à, sướng lắm. Bây giờ mình khởi hành đi qua nhà của bé Ngọc để mà được ăn bún mọc ha. Thì cái món bún mọc này á, mình thật sự mình không có biết là như thế nào. Mà hôm qua mình có ăn rồi thì nó giống như là hủ tiếu hay bánh canh gì đó hay là bún này kia. Mọc ở đây là bằng thịt heo. Thì cái cục nó giống như là cục chả cá hay cái gì đó. Thì hôm nay nhiệt độ bên ngoài khá thoải mái ha, 8 độ C. Thì nhiệt độ bên New Jersey nó cũng lạnh nhưng mà nó không lạnh bằng Iowa. Ok, mình tới nhà rồi ha. Giờ mình đi vô ăn bún ngọc. Sướng quá, sướng luôn. Hồi bữa sinh nhật á, tặng quà em không có lấy, giờ mình đưa tặng cái iPad này. Người đẹp mở cửa, người đẹp mở cửa. Trời ơi, sướng quá, có người đẹp mở cửa luôn. Cảm ơn nha. Hôm nay có mọc. Nói đồ cô thì còn mấy cục mọc đó, con. Cục dạ. Mọc có ăn đỡ cho nó mềm. Này, của con hả? Để cô làm cho. Trời, đã gì ta. Rồi, có rau này kia ha, rồi có cúng dẹp nữa. Có người đẹp nữa. Bây giờ mà muốn ăn bún mọc là phải đi dán điện thoại cho người đẹp. Sao vậy? Đúng, dạ bé Ngọc muốn con gán con. Mà trả con tô bún mọc. Anh dán nó dở lắm nha. Rồi là coi được hết đó. Cháu là đền cái điện thoại á. Coi được hết đó. Lấy tiền được luôn chứ không phải coi được nữa. Rồi 10 đô. Em nhiêu tuổi vậy em? Em nhiêu tuổi, em tên gì? Em không nói gì vậy? Trời ơi, làm bức tượng anh không ngờ ghê không? Đúng rồi, thầy thử đây cho á. Cảm ơn anh. Cảm ơn vậy thôi đó hả? Xuông vậy thôi đó hả? Ôi, ủa sợ nó hư hả? Em cầm vậy nè, nó. Ủa nhà ăn bún mọc thôi mà em bận đồ diện vậy em? Chia sẻ cảm xúc coi. Cười ấy vậy. Làm gì nâng niu nó dữ vậy? Nâng niu được vài bữa rồi, dục rồi. Rồi. Trà đẹp quá. Mới tin luôn á. Không cho nó lấy lần. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa anh và đừng ngắm. Rồi nè, cho em á.
cuối ngày trả lời nha. Dạ. Ôi, có người đẹp bưng ăn nó đã quá trời vậy ta. Chà, nó mới ăn bún mọc cho no nha. Có người đẹp phục vụ nữa. Chào cái của em. Ủa sao im vậy? Chắc chanh mà nó mặt à. Đã quá nè, coi như chanh nè, ăn cho đã nè. Hai miếng mua không? Ớt cho một nắm nè. Đó. Ăn thì nó chết. Tối nay chết. Rồi. Món lành. Giờ trộn lên ha. Trộn lên rồi, đó. Sướng chưa? Ăn thử coi. Giờ nó mặn rồi, nó nặng chanh vô đi chắc nó sắc. Dạ dạ. Ngon. Cái này gọi là mọc. Cái miếng này là miếng thịt này làm sao em biết không? Nó có gì? Nó trong cái hậu hũ. Hũ. Rồi về bỏ muối, tiêu này kia quấy trộn lên rồi vắt cục. Bỏ thịt vô quấy trộn cục thành ra có ngon liền ha. Đơn giản vậy thôi hai em. Rồi, người đẹp bưng ra bây giờ mình bưng vô. Rồi lát rồi người đẹp giữa chén nghe người đẹp. Cái đó để đó là cực. Thì MC không biết mình chặt đưa đi kia. Để đây đi, rồi em dẹp cho. Rồi em đâu bạn kìa. Đồ đâu bạn kìa. Bân đồ đẹp mà bắt giữa chén là thấy thương hoa tuyết ngọc quá. Thương hoa tuyết ngọc. À, ăn xong rồi phải lau bàn. Lau bàn 8 lần nha em. Nha em Ngọc. Ờ. Ngọc. Bây giờ mình ăn uống xong mình đi trà sữa ha. Mình đi với cô người đẹp này. Hồi bữa mình có tới đây một lần, nay mình tới một lần nữa nha. Ok, xếp hàng. This. Uống gì em? I don't have the original or the pizza yet. They're still making the pizza. I don't have taro, Thai, Papi Loco. Vậy thôi anh ơi. Okay, maybe be next time. Yeah. It's okay, yeah. Hôm nay mình định đi uống cái trà sữa trân châu nhưng mà ta bán hết rồi. Ta chưa kịp làm. Bây giờ mình sẽ đi Starbucks. Rồi mình đổi địa điểm qua Starbucks ha, hôm nay không có uống trà sữa được. Green tea hả? Green tea. Mà to thôi anh. Còn uống gì cho bự lắm, anh uống cá hả? Anh ơi, hay là mua cho hai caramel macchiato đi. And one venti green tea cappuccino. Cái gì nữa cơ? Caramel macchiato cho hai to. Oh, and to caramel macchiato. Anything else? That's all. What's your name? Johnny. Johnny? Yeah. Mình lạ lắm anh. Thì mình đẹp. Mình đi Mỹ không có mặt vậy.
hiện tại thì mình đang ở trong Rockaway Mall. Bây giờ em đi shopping rồi. Ở đây mình uống cà phê, mình lại ngắm người qua lại. Vậy kệ vô mua đi. Hôm nay ngày đầu năm thì chỗ nào cũng có 50, 80, 70, 100 ốp mà không biết thiệt không nữa. Rất xạo quá. Cái này tôi gọi là Chanel number 5. Chanel. Chỉ hai mà vô là hư hình hết. Chỗ này trời nắng đẹp quá. Nói gì em? Hả? Nói gì đi em? Trời đẹp không? Không. Không. Rồi giờ mình đi về nhà mình nằm ha. Xong rồi tối mình tính tiếp, không biết làm gì. Một cái trời. Một hơi tôi luôn đài mà tôi được gặp cái gì là chiếc. Mặt cái này ơi. Gì? Được rồi hả? Ok thì hôm nay tối nay mình đi ăn lẩu Hàn Quốc. Rồi bây giờ mọi người được một cái thố ha. Hay, cũng hay á, chứ mà ăn chung rồi nó cũng là ai à. Cái kiểu ở mấy nhà hàng khác là mình xuyên cái nhồi đó, không ai muốn ăn à. Ồ, cái này tính ra thì nó riêng, thấy cũng hay. Mày qua đây, tao mẹ mày với Ngọc chung qua đây. Đó, tao Thánh ngồi đây hai người. Dạ, dạ rồi. Rồi cái này đồ Hàn Quốc ha, mình cũng đành rồi, thôi mình coi hình chơi thôi ha. Có lẩu, có này kia. Thì có mấy cái lò để mà mình bỏ lẩu lên ăn ha. Thì cũng giống ở bên Houston, cũng chút đỉnh. Ở đây có thịt heo, lộn, thịt bò, rồi đủ thứ loại thịt ha, rồi có trứng, rồi huyết gì đó, cá chém chép, rồi nói chung là nhiều lắm. Đi da barbecue. Cái này chỉnh nhiệt độ ha. Cái này này nước súp ha, vì nó cay. Nó để ngủ. Giờ tới tiết mục lấy tương ha, mình cũng không có rành lắm. Tương quá trời tương luôn. Này cái thùng này cái gì đây ta? Gì em? Korean barbecue sauce. Mình ăn lẩu mà cũng ăn barbecue đó hả? Cái này là sa tế ha. Em biết cái gì ngon hết á. Gì hả? Biết gì ngon này sao khổ vậy? Ngon nè.
sôi quá, bây giờ là phải hạ xuống. Hạ xuống số 3 hay gì để nó chấm giữa là hai đứa chấm cho dễ. Đông quá trời đông, vui quá trời vui. Trong cái súp này thì mình có thể gọi thịt bò, gọi đồ biển, nhiều món để mình chấm vô. Thì cái này nó không có cay bằng ở bên lẩu Mông Cổ hồi bữa mình ăn ở Houston. Nhiều món, cũng ngon. Ăn đem, hết rồi hả? Houston. Yeah. Houston thì lẩu Mông Cổ nó cay hơn. Cái này nó ngọt ngọt. Nói là may mà kêu nó làm cay á. Đây là cấp độ này hết rồi chứ. Muốn cay chứ mình bỏ sa tế thêm.